Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan hạng C, đó chính là chiếc xe Kia Cerato. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Kia Cerato thì nó đã gồm có những phiên bản 1.6 và phiên bản 2.0. Ở 1.6 thì chia ra phiên bản số tự động và phiên bản số sàn. Còn riêng ở cái phiên bản 2.0 như chiếc xe này đây thì là chỉ có số tự động thôi quý bạn nhé. Và số tự động ở cái phiên bản 2.0 này đã được trang bị là đầy đủ có option rồi. Có thể nói là full option quý bạn nhé. Từ khóa thông minh, đè nổ start top cho đến nội thất da, la răng đúc, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển cruise control, điều hòa tự động hai vùng độc lập, sạc điện thoại thông minh, cửa nóc. Đấy quý vị bạn nhé, đầy đủ tất cả các option ở chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 này rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Kia Cerato 2.0 này được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 2 vạn km rồi quý bạn nhé. Biển Hà Nội và biển số thì rất là đẹp đây quý bạn ạ. Đấy, biển số rất là đẹp, 30F63663, biển số rất là đẹp luôn quý bạn nhé. 30F này, 63663, toàn tài và lộc thôi ạ, lộc tài. Đấy, rất là đẹp. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Kia Cerato 2.0 tên tư nhân biển Hà Nội, biển đẹp như thế này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là chiếc xe không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 629 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn, quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe. Như vậy là quý vị các bạn chỉ việc trả 30%, trả trước 30% giá trị của xe và nhận xe thôi ạ. Số tiền còn lại là 70% quý vị các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2.0 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Cerato 2.0 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi mua về chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2.0 2019 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và còn nguyên bản nè, nguyên bản từ dàn lốp này, 4 quả lốp này còn mới tinh chưa thay và lốp sơ cua chưa hạ quý bạn nhé. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato 2.0 này ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 sản xuất năm 2019 này quý vị bạn nhé. Màu đỏ rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 2 vạn km cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, tất cả là nó còn nguyên bản hết, nguyên bản từ dàn lốp, lốp sơ cua còn chưa hạ quý vị bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng mua về thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi rồi. Còn cái phần bên ngoài thì nước sơn là chủ xe đi như nào là tôi để nguyên như vậy ạ. Đôi khi nó cũng còn một vài điểm nó xước sát rất là nhỏ thôi, và tôi cũng đã để lại quý bạn nhé. Đấy, ví dụ như cái dàn lốp này là còn nguyên bản thôi quý bạn này. Đấy, dàn lốp Continental của chiếc xe Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato này là một cái dàn lốp Continental nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 nhưng mà cái dàn lốp này là tuần thứ 51, tức là sản xuất cuối năm 2018 đây quý vị bạn này. Đấy, cái dàn lốp này là sản xuất cuối năm 2018 quý vị bạn nhé. Đấy, cả dàn lốp này là còn nguyên này. Đết lốp, dàn lốp là 2018 này, tuần thứ 51, tức là lốp sản xuất cuối năm 2018 đấy. La răng đúc rất là đẹp luôn. Đấy, cả một cái dàn lốp còn nguyên bản và la răng rất là đẹp như này đấy ạ. Nhìn về phần đầu này thì quý vị và các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon và đèn LED ban ngày. Đây này, tôi đang không bật đèn, không nổ máy cho nên là nhìn nó không được đẹp, chứ cái đèn này bật lên rất là đẹp này, đèn LED ban ngày và đèn pha bi xenon rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm nên chưa có xước sát gì cả. Đấy, phía bên dưới cụm đèn pha này là cái đèn xi nhan quý bạn nhé.
Đấy, ba cụm đèn đều tách biệt, riêng biệt hết này. Bên trên là đèn pha này, bên dưới là xi nhan này. Và bên dưới cùng là đèn gầm. Đèn gầm, đôi đèn gầm này cũng đã được trang bị đèn bi rồi quý vị bạn nhé. Đèn gầm cũng là đèn bi. Và cảm biến trước đây ạ, 4 mắt cảm biến trước. Đấy, xe cũng đã được trang bị phiên bản 2.0 này. Rất là nhiều option. Và với thiết kế của chiếc xe Kia Cerato này thì quý bạn thấy đây ạ, rất là hầm hố, rất là thể thao, rất là đẹp, rất là cá tính, rất là phù hợp với các thanh niên quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Gương chiếu hậu là gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương này. Khóa thông minh, bấm tay mở cửa cả trước, cả bên lái và bên phụ luôn. Và nhìn về cái phần sau xe thì quý bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị toàn bộ là hệ thống đèn là full LED rồi. Đây là cái cụm đèn hậu cũng là đèn LED luôn quý bạn nhé. Bật đèn lên rất là đẹp quý bạn ạ. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả, cho nên là cụm đèn còn rất là đẹp. Và cái cụm đèn xi nhan cũng được riêng biệt ở bên dưới ạ. Bên dưới là cụm đèn xi nhan và đèn lùi đều ở bên dưới đây. Nhìn về cái phần ba đời sốc sau này thì quý vị cũng các bạn cũng thấy được là Kia cũng đã trang bị rất là nhiều option rồi. Phía sau này có cảm biến lùi, camera lùi. Đấy, ở cái phiên bản Cerato đây 2.0 quý vị bạn nhé. 2.0 thì là option đầy đủ hết rồi, không còn thiếu cái gì nữa đâu quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Riêng về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi quý bạn này. Đây, thưa với quý bạn một vài điểm là nó xước sát này. Chúng tôi mua về là chúng tôi để nguyên chưa có sơn đâu ạ. Đấy, nó sơn nó xước sát rất là nhỏ. Xước sát rất là nhỏ thôi quý bạn ạ, không đáng kể, chúng tôi để nguyên lại cho nó nguyên bản mà chủ xe đang đi đấy ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi vẫn giới thiệu cho quý vị bạn về cái phần ghế lái trước. Đây là cái cánh cửa trước bên lái này. Tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên lái này cho quý vị bạn cùng xem. Keo chỉ nguyên bản luôn quý bạn nhé. Về những cái phần keo chỉ là chúng tôi cam kết rồi. Nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc cabo nguyên bản này. Đấy, ốc cabo cũng nguyên bản luôn quý bạn nhé. Và cái táp bi rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Và chiếc xe này được thiết kế là màu đỏ. Và với cái nội thất này cũng kết hợp giữa màu đỏ và màu đen, tức là nội thất đỏ đen đấy ạ. Rất là đẹp, rất là sang trọng quý vị bạn ạ. Đấy. Và ở cái phiên bản 2.0 này thì là cũng đã được trang bị từ ghế điện này. Đấy. Vô lăng, bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, điều khiển âm thanh, cruise control, kiểm soát trình ga tự động đấy ạ, đầy đủ rồi. Và đồng hồ công tơ mét này, chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 2 vạn km thôi các bạn ạ. Vô lăng thì rất là đẹp như này rồi. Đấy, vô lăng còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Đấy, và cần số cũng còn rất là mới đấy ạ. Đấy, bên trên này cửa nóc này, đầy đủ cả rồi các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này, chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam luôn bởi công ty Thaco Trường Hải đấy ạ. Đấy, và chiếc xe này là sản xuất năm 2019 đây các bạn nhé, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, và là cái phiên bản 2.0 AT đây này các bạn này, phiên bản 2.0 sản xuất năm 2019. Đấy, tem của nhà sản xuất các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem, cũng tương tự như vậy ạ. Keo chỉ là còn nguyên bản này. Ốc bản lề còn nguyên bản này. Đấy, và riêng về cái phần nội thất thì quý bạn thấy được là Kia cũng đã kết hợp cho chiếc Cerato 2019 này là một cái màu nội thất đỏ đen rất là sang trọng và rất là đẹp. Và ở cái phía sau này thì gần như là ít người ngồi đến, cho nên là cái hàng ghế sau này rất là mới này. Đấy, trần này, trần đen, trần này thì là nó không bẩn mấy quý bạn ạ. Đấy, kết hợp giữa trần đen này thì là chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi, nhưng mà cái trần này cũng rất là đẹp đấy quý bạn nhé. Cửa nóc đầy đủ. Đấy, đầy đủ cả cửa nóc này, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Đấy, quý vị bạn thấy được là ở chiếc Cerato này cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Tiếp theo thì tôi sẽ bật cái điện này lên. Đấy, trang bị được tát tốt này, để giới thiệu cho quý vị bạn xem về cái phần màn hình giải trí trung tâm này, đa phương tiện này. Đấy, và bên này tôi tạm thời tắt cái điều hòa đi đã. Đấy, đồng hồ công tơ mét là hơn 2 vạn km rồi quý vị bạn nhé. Đấy, tôi phải tắt cái âm thanh đi để
cho quý vị các bạn nghe nó rõ hơn. Chứ bật âm thanh vào đây. Đấy. Giải trí là bằng đa phương tiện là bằng USB là chính đây quý bạn nhé. Có thể xem video hoặc là nghe nhạc toàn bộ ở trên bằng USB quý bạn nhé. Đây tôi đang mở cái video bằng USB đấy ạ. Rất là tiện lợi, rất là thông minh. Và cái thứ hai nữa là thưa với quý vị các bạn, điều hòa là auto này. Điều hòa auto hai vùng độc lập. Đấy, hai vùng độc lập này. Điều hòa auto hai vùng độc lập luôn quý bạn nhé. Và sạc điện thoại không dây quý bạn ạ. Đây là cái sạc điện thoại không dây này. Đấy, đây là cái sạc điện thoại không dây quý bạn nhé. Chỉ cần đặt điện thoại ở đây là cái điện thoại đã được sạc rồi. Đấy, rất là tiện. Riêng về cái phần sạc điện thoại không dây này rất là hay quý vị bạn nhé. Đấy, phía bên dưới này. Đấy, option thì quý bạn thấy là ở những chiếc xe Kia Cerato thì là option rất là nhiều rồi. Đấy, cần số này rất là mới luôn quý bạn nhé. Vô lăng cũng rất là mới luôn này. Cửa nóc này. Đấy, cửa nóc rất là đẹp luôn, đầy đủ đồ luôn, không có thiếu cái gì cả. Nội thất thì rất là mới rồi, vì chiếc xe này sản xuất năm 2019 mới lăn bánh được có hơn 2 vạn km thôi, cho nên là rất là mới quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau nhé. Cốp sau cũng là cốp mở điện, chúng ta có thể mở bằng điều khiển ở trên khóa hoặc có thể bấm tại đây ạ. Đấy, cốp điện này, camera lùi nguyên bản này. Đấy, và cái cốp sau đây quý bạn này, keo chỉ của cốp sau cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng và không có bị va chạm gì cả. Đấy, cốp sau đây của chiếc xe đây quý bạn nhé, toàn bộ là còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Đấy, và đây, những cái phần này thì thưa với quý vị bạn, ở những chiếc xe sedan, nhất là những chiếc xe sedan hạng C như chiếc Cerato này thì là cái cốp sau rất là rộng quý bạn ạ. Đấy, cốp sau rất là rộng luôn nhé. Và đặc biệt là ở cái phân khúc 2.0 này thì rất là ít người để chạy dịch vụ, rất là ít người để mua để chạy đưa đón khách, cho nên là cái cốp sau nó sạch, nó đẹp như này đấy ạ. Và ở cái phần bên dưới thì quý vị các bạn thấy đây ạ, lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ quý bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua mới tinh chưa hạ này. Lốp sơ cua mới tinh thì đương nhiên là cái đồ nghề này nó cũng còn mới tinh rồi quý bạn này. Đấy, đồ nghề cũng chưa dùng đến. Và đằng sau này thì quý bạn thấy đấy ạ, tất cả những cái vết keo của nhà sản xuất này là còn nguyên bản hết này. Đấy, điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái phía cốp sau này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, và tôi sẽ đóng cái cốp này lại để tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị bạn cùng xem. Đấy, cửa phía sau bên phụ này rất là mới, rất là đẹp. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Ốc cốp sau cũng còn nguyên bản này. Đấy, ốc cốp sau nguyên bản nhé. Toàn bộ về cái phần nội thất sau còn nguyên bản và còn rất là đẹp, chưa có bị xước sát hay là chưa có bị bẹp ghế đâu. Tại vì là cái ghế này là không ngồi mấy quý bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Đến cái thảm nguyên bản của xe này còn nguyên này quý bạn này. Đấy, cái lót chân thảm nguyên bản theo xe đấy còn đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý bạn cùng xem. Cũng được bấm tay để mở cửa này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Táp bi rất là đẹp. Ốc bản lề này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này. Táp lô rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Táp lô rất là đẹp này. Vô lăng còn nguyên bản này. Cần số còn nguyên bản này, cho nên là rất là đẹp. Vô lăng, cần số, tay phanh, quý vị bạn thấy đây là những cái mà vật dụng mà khi bước lên xe là gần như người lái xe nào cũng phải dùng đến đấy ạ. Đấy, cho nên là nó còn đẹp như này thì là chúng ta biết được ngay là xe chạy nhiều hay chạy ít, đồng hồ có chuẩn hay không ạ. Đấy, và đây toàn bộ về nội thất từ bên trên trần cho đến những cái đồ nhựa, đồ nỉ trần này, đến những cái phần đồ da. Đấy, còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe sản xuất năm 2019, đăng ký năm 2019, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đẹp nguyên bản.
Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 này đây quý vị bạn nhé. Nếu như chạy ở đường ngoài đô thị chỉ có 5,6 lít cho 100 km, còn nếu như chạy trong đô thị thì rơi vào 9,9 lít cho 100 km. Nếu như tính ở kết hợp trung bình là 7,17 km cho 100 km quãng đường kết hợp thôi quý vị bạn ạ. Đấy, với động cơ 2.0 như thế này là tương đối tiết kiệm nhiên liệu quý vị bạn nhé. Cuối cùng thì tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần đầu của chiếc xe quý bạn nhé. Phần đầu của chiếc xe thì đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo nào. Đấy, đây là cái phần ốc cabo đây quý bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên bản này, chưa có một vết tháo này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cabo này là còn nguyên bản hết này, từ những cái đinh tán này còn nguyên hết luôn đấy quý bạn nhé. À, cho đến những cái đây, ốc chân cabo bên này này nguyên bản này, ốc tai này đấy, toàn bộ từ những cái ốc tai, ốc giảm sóc này vẫn còn nguyên, nguyên dấu của nhà sản xuất luôn quý bạn nhé. Toàn bộ về những cái phần đầu này là còn nguyên hết này. Chiếc xe này option thì đầy đủ rồi, cho nên không phải độ đèn, không phải độ cái gì cả, cho nên là cái phần đầu này là còn nguyên, chưa có động gì vào cả. Đấy, từ những cái ốc chân đèn này cũng còn nguyên này, ốc tai này còn nguyên hết luôn quý vị bạn ạ. Tất cả là rất là mới, rất đẹp. Đây là ốc giảm sóc này. Kia cũng đã trang bị cho phiên bản Cerato này là cái phiên bản 2.0, cho nên được trang bị động cơ DOHC 2.0 lít và là động cơ xăng quý vị bạn nhé, đi kèm với hộp số tự động. Đấy, và toàn bộ những cái ốc về cái động cơ này thì quý bạn thấy đấy ạ, nó còn nguyên bản hết luôn đấy nhá. Từ ốc chân máy này, đấy, ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết này. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới quý bạn ạ. Đấy, về cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước. Đấy, keo chỉ nguyên bản này và máy móc này còn nguyên bản này. Đây là cái ốc mặt máy đây quý bạn này, rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Đấy, đấy, cái ốc rất là mới luôn. Cái động cơ này thì không khác gì một cái động cơ mới quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết sâu về chất lượng cho chiếc xe này ạ. Thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Đó, tất cả là còn nguyên bản hết quý vị bạn ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất này, nội thất này, cho đến phần động cơ của chiếc xe Kia Cerato 2.0 2019 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 629 triệu đồng quý vị và bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70%. Quý vị và các bạn trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2019 phiên bản 2.0, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.